Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thần phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đây chính là series nếu như tất cả mọi thứ xảy ra trong thế giới này đều khác so với thế giới bình thường mà các bạn đang xem. Đây chính là một dòng thời gian khác, một dòng thời gian nếu như tất cả mọi thứ từ vô lý cho đến không thể nào xảy ra đều có thể xảy ra ở đây. Cho nên các bạn hãy theo dõi. Và hôm nay chúng ta sẽ xem nếu như Hy Ha là tổng thống hung dữ và độc ác. Ơi, sao chưa? Đó, kinh nghiệm cái cục này nó rất là nhiều. Cho nên là phải xuống địa ngục nè. Mốt đi farm kinh nghiệm á, là xuống địa ngục đào mấy cục này nè. Là hợp lý. Dạ. Ừ, chứ sao nữa? Ok. Ê! Ê! Chó chắc! Mày sao hả? Mày sao? Chó chắc này! Mày còn tới đây nữa hả? Ủa nó đâu vậy? Chạy đi mọi người. Chó này. Ai. Chắc dạo này nó ranh ma quá. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta chắc đi đào theo kiểu bình thường đi. Tôi biết rồi. Bây giờ chắc mình đi kiếm kinh nghiệm theo kiểu bình thường đi, chứ kiếm kinh nghiệm kiểu này không được rồi. Ok. Chào mừng các bạn đã đến với xin tốt. Thôi, được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một ngày mới với cương vị mình là tổng thống. Ok. Thì chắc mình sẽ qua xem thử mọi người làm việc như thế nào rồi. Mình chắc qua check đồ của mọi người xem ổn thỏa chưa, chứ mình sợ là lúc mà gặp thằng Jack nó cứ tàn hình xong rồi nó xuất hiện nó đánh nhau là chết luôn á. Thôi để qua nhà. Ủa, có Chinky sẵn nè. Qua Chinky coi. Chinky. Hả? Alo, ở về. Đồ đạc sao rồi? Ủa, nhà xây mới có cái nắp nhà rồi. Bữa giờ chưa có kịp xây đi cái đồ không mà chuẩn bị đồ tí. À được rồi, nhưng mà đồ ngon hết chưa, ok hết chưa? Cũng được, nói chung là đồ có đâu cái mũ tăng hết rồi. Đâu, nói những cái thông số rồi để tôi biết tôi cần chỉnh. Hình như là tôi không biết nữa, để tôi dục ra cho ông coi nè. Ok. Đâu, rồi đây. Nè. Tôi đưa một cái, mặc vô. Protection 4, ngon đó. Rồi mấy cái giáp kia cũng vậy không? Chỉ vô xem coi. Đúng rồi, mấy kia cũng vậy. À, vậy là y chang vậy, đâu còn cái kiếm coi. Nè. Kiếm hả? Ui, kiếm yếu quá. Kiếm toàn, kiếm này kiếm đi farm mà, chứ đâu là kiếm đi chiến đấu đâu. Đổi kiếm nha. Ok, đi đổi liền. Đi đổi liền. Nhớ đổi cái kiếm đó, kiếm chỉ để đi farm thôi chứ không phải là để chiến đấu. Với lại là nhớ là mốt đi chung thêm người nào nữa đi. Đi chung thêm một người nào nữa để cho an toàn. Tại kiếm đó kiếm không có xịn lắm đâu. Gặp thằng chắc là coi như tôi đời luôn đó. Tôi sẽ kiếm người khác. Ngồi chị tôi gà. Ok, hợp lý đó. Thôi, đi để kiểm tra ai tiếp ta. Ai nữa không ta? Ủa, làm gì vậy tôi gà? Alo. Trời ơi, mà hết hồn, tao đang canh thằng Jack mày tới, tao tưởng Jack là tao đánh mày luôn bây giờ. Jack sao? Ơi, ra đây. Sao mày canh hoài mày? Thôi mày bớt chiến đấu đó đi mày. Tại sao? Trời ơi, nó giáp Nether Rai, còn mày giáp kim cương. Rồi, từ khoan, để tao check coi, quăng cái mũ ra. Quăng mỗi cái mũ thôi, đừng có quăng khác, quăng mỗi mũ, Protection 3. Đùa, thằng 3 cũng pro lắm rồi mày, nhà cho tao đó. Yếu. Protection ít nhất là phải protection 4. Bữa giờ tao đánh tập luyện có thể chơi được thằng chắc. Thôi. Dắt con để đây. Tao lại mày tô gà. Tao lại mày tô gà. Thằng chắc nó mạnh hơn mày gấp ngàn lần. Cho nên là tao xin mày đừng có gọi là đi đánh nhân chắc, mặc dù mày PvP giỏi hơn nhưng mà cái giáp mày cùi quá. Trời ơi, mới có protection 3 à? Giết được thằng chắc nữa. Nhưng mà tao có cơ hội, tao sẽ giết thằng chắc trước mặt mọi người cho tụi mày xem. Kệ quá. Tao lại mày tôi gà. Mày á, mày chỉ cần đi chung với mọi người là mày giúp đỡ được cái team, cái làng sinh tố này lắm rồi á tôi gà. Mày không tin đúng không? Mày cứ tin, chờ đi, một ngày nào đó tao giết Jack trước mặt mọi người để mọi người không có coi thường tao là một thằng ngu nữa. Mày ơi. Gì vậy? Ở trong phòng thôi hay sao? Đâu rồi? Ủa. Mày thấy cầm à? Tôi gà. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Mày đây. Mới nói một câu thôi mà. Sao nó bắn cái đầu tao luôn rồi?
thì nó bắn vô cái đầu mày, không bắn vô cái đầu mày chứ bắn vô cái đầu thằng nào. Mày cẩn thận vô, nó đang xung quanh á. Mới thấy cái chạy mà đâu rồi. Ơi ơi, nó ở trên khốn chắc này. Ơi mày, mày ngon, mày xuống đánh nó tao đôi tao này. Mày đứng bắn không vậy? Mày đánh rồi chứ. Thấy gì người ta? À mày cút ra chứ, cút ra chứ, cút về, cút về. Hồi nãy mới nói gì rồi hả? Đi về, đi về. Vô đây đánh nhau chứ gà chút thôi mà. Để đi về. Chuyện gì bố láo quá. Nó bố láo thì kệ đó, liên quan gì tới mày hả? Đi về. Mày. Tô gà. Đừng có chết nữa. Mày thật lùi với nó coi. Mày bể cái giáp chân rồi kìa. Bể rồi nè. Ôi, bể rồi. Ai, thằng tô gà này chứ. Đâu rồi? Để coi. Mày đi về đi. Bắn được gì? Bắn đi. Ngon người lên đây. Sao vậy? Sao vậy? Không đánh được một cái hay vậy? Không đánh được một cái hay vậy? Đi về đi. 3 ngày nữa là chiến đấu rồi đó. À đâu? Còn 2 ngày nữa. Tốt ra. Cái gì? Tao lấy đồ đi. Chạy, chạy lại lên. Chạy. Ơi. Mi. Cút về. Cây tê nhờ. Mày đi về cho Giác. 3 ngày nữa. Ôi, tao có đánh mày như vậy thì Giác mày cũng sẽ hư thôi Giác. Ôi. Ai. Hiểu rồi thôi. Làm gì ở đây nữa kìa. Quần giáp phải quần giáp quần gà. Gà. Tao lấy mày. Tao lấy lại giáp coi. Cút gà. Ôi. Chạy đi tao gà, giáp nè. Nó có đuổi tao kìa. Trời ơi, đưa giáp cho tao. Tao phải chính tay mình giết con giáp này. Mày không giết nổi đâu. Mọi người lúc nào cũng coi thường tao. Trời ơi. Cút về. Cút về. Cút về. Ok mới. Đi về đi giáp. Đi về đi giáp. Mày không có ở đây đâu. Mày nên nhớ 3 ngày nữa đó. Thằng Tô gà. Cứu tao. Sao mày ngu thế hả? Cứu tao. Trả đồ cho tao đi, trả đồ cho tao. Để chính tay tao phải giết được. Đưa kiếm cho tao nha. Mày không giết được đâu. Tôi giết được. Ủa, mày không tin tao hả? Đúng rồi. Ôi. Sao mày tin hả? Đi về. Trời ơi là trời. Lần nào cũng vậy thằng Tô gà. Rồi xong nó lép game luôn chứ. Giờ phải làm sao đây? 3 ngày nữa là nó tới rồi, 3 ngày nữa là chiến đấu rồi. Mà bây giờ hả? Nó còn chuyện này xảy ra nữa. Thôi được rồi. Bây giờ á, thằng Jack nó rất là mưu manh. Không biết nó có dở chứng gì trong cái đấu trường đó đâu. Nếu mà trận đấu đó lại xảy ra mà không chuẩn bị gì trước thì chắc chắn thằng Jack nó sẽ lên kế hoạch trước và lúc đó tụi mình sẽ bại trận. Thôi được rồi. Tô gà ao rồi. Mình cũng phải đi tìm tôi tầm lẻ thôi. Một cái cũng được, bao nhiêu cái cũng được, miễn sao lại hiên ai chiến thắng là được. Thôi đi tìm tôi tầm. Nhưng mà bây giờ phải sửa lại cái đồ của mình đã. Trời ơi là trời, đồ của con gà một đống nè, để bỏ lại cho con gà nữa. Ơi là trời, thiệt cơ chứ, giáp đã yếu còn khoái tấn công nữa, không hiểu. Bỏ đồ lại vô cho nó này. Bỏ hết đồ vô, kiếm rồi đồ nè, đồ gì không. Thôi, bắt đầu đi tìm tô tầm thôi. Mình nhớ là nó sẽ ở trong cái khu rừng này. Ở đâu được ta? Cái khu mansion đó là khá là khó kiếm, nhưng mà kiếm ra thì tô tầm khá là ngon. Tụi nó, cái con mình nhớ, theo mình nhớ là mình phải giết cái con evoker để mình có được một cái tô tầm. Với con evoker đó là được cái tô tầm. Mà đâu ta? Phải kìa không? Đúng rồi. Ôi, đi lâu lắm rồi mới tìm được á. Được rồi, để đi vô tìm con evoker giết nó cái. Được rồi, đi vô. Rồi, đi kiếm thôi. Ở đâu ta? Để có không? Không có con nào hết. Ok, đi chỗ khác thử xem coi. Ui. Mày nó không? Ôi, nó cũng mà mày dùng cung bắn tao hả? Ây da. Mày hả con? Ui, nó dịch chuyển. Nó phân tâm. Mày hả con? Mày chơi hả? Chơi ai? Ôi, nhưng mà không phải là nó không phải là con này.
Để mình xem coi. Mấy con này chỉ là con phù thủy thôi. Ở đây. Ui, có con đó nè. Mày hả? Sao hả con? Sao hả con? Sao hả con? Ok, tao dạng cái đã. Phải đi lên tầng trên nữa, hình như là còn tầng trên nữa thì phải. Đúng luôn nè. Phải đi lên tầng trên nữa. Chính ra nha Creeper, tao không có làm gì mày hết nha. Ủa này đi xuống tầng dưới hả? Ủa còn tầng dưới nữa hả? Ôi, nó chỉ là dưới đây mà, dưới hang mà. Tránh ra. Hôm nay không phải. Giờ đi hướng nào ta? Không lẽ là hướng này? Ôi, ui. Tụi này nó biết xây luôn nguyên một cái tượng đài. À đây, ủa có mấy cái đường nè. Từ, để mình vô đây mình check coi. Sao có nhiều tụi này vậy trời? Tránh ra Creeper. Tránh ra Creeper. Ok, mình xem coi. Để nhiều rương mà không có đồ gì hết trời. Ê, tức thế. Không có đồ gì luôn. Ai, phải đi kiếm đường khác rồi. Đây sao? Không có gì hết á. Còn chỗ này. Ui, nhiều rương nè. Trời ơi, nghĩ là không có đồ rồi. Kiểu này là không có đồ rồi. Ai, tiếp, đi tiếp thôi. Bên này sao? Ui, ơi, bên này gì? Ui, sao mình nghe. Ôi, trong đây. Ui, mấy con này mấy con ma mà. Ui, không lẽ. Ôi, ui, đây. Y lên chợ. Evoker này. Ôi, mày hả con? Tô tâm, yes, có tô tâm rồi. Ây da, cút ra. Mày cút ra. Cút ra nghe chưa. Ủa nhưng mà còn có Evoker nào không ta? Hình như chỉ có một con Evoker chỉ trong một cái mansion thôi thì phải. Không, hình như nhiều hơn, nó sẽ respawn lại. Nhưng mà mình không biết là nó còn ở trên nữa không. Từ, để mình ra ngoài á. Mình ra ngoài cái đã. Lấy cái block này đặt ra nè. Trời ơi, mấy cái này đường này vướng ghê luôn á trời. Đây. Vậy là mình lên trên cao lắm rồi, không có xuống được. Đây là tầng thứ hai luôn, coi như là tầng cuối cùng luôn rồi, không có cái nào cao hơn được hết á. Vậy không lẽ chỉ có một cái thôi hả? Thiệt luôn. Đúng rồi, vậy chỉ còn có một cái thôi à. Thôi, mình nghĩ như đây cũng chắc cũng đủ rồi. Chắc mình đem về rồi có gì đưa cho Hia luôn. Mình nghĩ là hợp lý rồi. Chứ không còn thời gian nữa. Tại vì mình đi tới đây là mất hơn ngày rồi đó. Giờ đi về chắc cũng mất hơn ngày nữa, là gần ba tới ngày thứ ba luôn rồi. Thôi, vậy là mình đi về. Đưa cái tô tầm này cho Hia là hợp lý rồi. Được, đi về thôi. Đi về xong rồi còn sửa đồ nữa. Có tô tầm rồi thì nên thêm cái gì đúng không ta? Táo thì mình không có farm táo nữa. Táo thì đi farm cái tô tâm này mà mình quên mất là đi farm táo. Không sao. Mình nghĩ là có tô tâm này coi như xịn lắm rồi. Tại vì cái tô tâm này nó rất là khó kiếm luôn á. Như các bạn thấy hồi nãy mình đi kiếm rồi đó. Đâu có dễ đâu. Đi vô phải tìm từng cái căn phòng rồi từng cái căn từng cái nhà rồi từng cái lầu thì mới tìm được cái tô tâm này. Cho nên là cái này cũng khá hiếm, tại vì nếu cái này cận kề cái chết thì nó sẽ cứu mình. Còn cái gì nữa không ta? Thuốc thì không có thuốc gì mấy. Fire resistant không cần. Oakwood. Cái gì vậy? Nào mới bắn mình đó hả? Ai mới bắn vậy? Alo. Ai bắn người ta? Ơi, không lẽ là chắc sao mày đây? Hello. Sao mày đây hả? Cút gà vô cát. Gì mà sắp tới nơi rồi, sắp tới thời điểm rồi đó. Bây giờ tôi qua để nói chuyện với ông một chút thôi mà. Mày nói chuyện hay mày phá nhà tao? Nhưng mà phá như phá mày à mấy đứa khác nữa hả? Trời ơi, ông mới có bao giờ thấy tôi phá nhà ai đâu. Làng này vẫn bình yên vô sự mà, tôi không hề đặt tin đi phá gì luôn á. Được chưa cho ngộ. Mày bớt xàm đi, mày tới đây làm cái gì? Thì bây giờ ông biết là sắp tới tôi có cuộc đại chiến gì ha mà đúng không? Thì chuyện đó chắc chắn mày sẽ thua rồi Jack. Ê, tôi nói nè, ông giúp tôi không? Mày nói nghe buồn cười quá Jack. Buồn cười lắm đó Jack. Ông là ông không bao giờ giúp tôi mà, nên tôi mới này nè. Tôi đang giữ Abi.
xíu nữa thì bị dụ rồi. Nhưng mà không. Thôi nào. Chắc chưa? Chà, giờ nghe lời thỉnh cầu của tôi trước nè. Trong lúc mà tôi đang đánh nhau y ha, ông hãy làm gì đó phá nó đi. Quăng thuốc, bắn cung tên á, đặt lava hay gì đó cũng được. Miễn sao ông giúp tôi là được rồi. Khi đó tôi sẽ thả Abi ra. Nó bắt Abi hả? Giờ ông thấy Abi có trong làng không? Tôi nghĩ là tôi bắt nó rồi mà. Abi không có trong làng. Hoặc không. Cút về. Ông giúp thì. Ồ. Lát nữa tính. Lát nữa tính. Lát nữa tính. Ok. Ông muốn thời gian thì cũng được. Mà đừng có lâu quá nha. Trời ơi, tới giờ cái tự nhiên ông nói ê sát tôi mặt tất cả mọi người trời. Mà được đâu. Ok. Ông nếu ông muốn gì cũng được. Vậy bye. Cút về. Ôi. Tôi nghĩ là mình không nên tin thằng Jack. Nó đang lợi dụng mình thôi. Mình đã bị, mình tưởng là mình bị dụ rồi nhưng không. Abi không thể nào bị bắt dễ như vậy được. Lần này Abi đã có mọi người đi theo rồi mà. Cần gì phải lo. Muốn tất cả mọi người đã cẩn thận rồi. Cho nên là khỏi cần phải lo. Thôi được, bây giờ mình đem cái này qua cho Hi Ha cái đã. Giữ này đi. Cái này đi. Quay tâu tầm á. Hi Ha ơi, wow. Là hay vậy? Ồ, oh, được. Rồi, thằng đấu hả? Đúng vậy. Đúng rồi. Trời ơi, bự thế. Thấy đẹp không? Ổn không? Được á. Cuối cùng cũng ra rồi đấy hả? À. Dạ. Bữa giờ mày cho tao nhiều cái như giáp, thì bây giờ tao cho lại mày, mày 10 quả táo vàng. Ôi, bị cố lên đi à. Cố lên. Cố lên anh. Cố lên anh ơi. Bật xem tôi. Chắc có bắn trúng đâu. Đó. Tại có người bắn trúng gà. Ôi, cuối kia. Chạy, lấy đồ, nhanh. Chạy đi. Ok, mọi người ơi. Chặn đường lại. Cửa lại. Dạy hai người kìa kìa. Không thấy hả? Mỗi một người thôi, người kia không biết còn sống hay chết đâu. Ủa? Mày nó lấy đồ kìa, Từ từ, nghe tôi nói. Bỏ cái giáp đó xuống. Bây giờ, thứ mà tao cần là thằng này. Tại sao? Tại sao tụi mày lại bảo vệ nó, tụi mày nghĩ đi. Nó là người hồi sinh tao, tại sao tụi mày phải bảo vệ nó? Tao đang giúp tụi mày mà làm gì vậy? Mọi người nghe tôi nói, tổng thống Mì Ha là mối hiện tại ngay bây giờ đó. Mọi người hiểu không? Mà bây giờ, không có tin hả? Bây giờ mọi người nghĩ đi. Của chúng ta. Bây giờ mọi người nghĩ đi. Nếu mà tôi giết được thằng đó thì mọi người chỉ đấu một mình tôi. Nếu mà để hai thằng còn sống là mọi người sẽ đấu tới hai thằng. Chọn đi. Đó là thằng chơi ra cái sinh nhật chết chóc á. Mày chắc ngu thật sự đúng luôn á. Đúng rồi đó. Chiếc giáp dễ hơn chiếc Mì Ha đó. Vậy nữa. Ok. Đúng rồi. Chiếc giáp dễ hơn giết Hi Ha đâu gà. Chắc nó không còn giáp mạnh nữa. Mày bị cái gì vậy? Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Thank you.